Đừng, làm ơn, đừng đánh tôi nữa. Khu đất tư cấm vào. Tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi. Nếu mà mày muốn đánh nhau ở trong cái thành phố này thì mày phải chọn cho kỹ người vào, đặc biệt là khi mày đang cầm trong người rất nhiều tiền. Kỳ 21, kế hoạch cải tạo thành phố Kamurocho bắt đầu. Ê Mi-chan, giờ này em chưa đi được đâu. Giờ này em có dùng tiền để vẫy xe taxi thì cũng không có đâu. Bỏ cái tay của anh ra đi. Nếu anh quan tâm đến tôi thì anh có thể trả tiền xe cho tôi mà. Vậy để anh đặt một phòng cho chúng ta ở Plaza tay vừa vực đó nhé. Anh và em có thể ở lại đấy cho đến khi bình minh lên, nghe ổn chứ hả? Gì vậy? Đâu đấy anh bạn à? Chờ đã, quay lại đây. Ê, thằng chó đẻ, mày đụng vào người tao xong đi mà không thèm xin lỗi à? Tao tin là mày nợ tao một lời xin lỗi đấy. Quỳ gối xuống xin lỗi tao, thằng danh con. Yoshio, đừng, không phải là thằng này. Xin lỗi vì đã làm phiền anh ạ. Mọi chuyện thế nào rồi? Được. Xong hết cả rồi. Tôi quên bỏ tiền vào phong bì rồi. Xin lỗi vì sự thiếu chuyên nghiệp của mình. Đừng lo, tiền là tiền. Nó tiêu vẫn rất được, ngay cả khi nó không có phong bì mà. Dojima nhà các anh làm việc nhanh đấy. Nó làm cho cuộc sống của tôi dễ thở hơn. Dù sao thì đây là một phần của anh, 10% như đã hứa. Cảm ơn. Còn đây là tiền thưởng thêm cho anh. Nó không cần thiết đến vậy đâu. Vào thời nay mọi thứ đều khó khăn, tôi chỉ muốn thêm ít thưởng cho anh thôi. Cái giá như vậy là không thỏa đáng cho một Yakuza thực sự. Anh là người duy nhất làm cho tôi việc đó đấy, hãy tin tôi đi. Nhưng mà... Nhìn quanh anh xem, những đứa trẻ cùng tuổi anh trong ví chúng đều có ít nhất 10.000. Một Yakuza thực sự thì phải biết giữ bề ngoài của mình. Hãy cứ coi đó như là một món quà cho sự hợp tác lần đầu tiên của chúng ta. Đây, cầm lấy đi. Cảm ơn ông rất là nhiều.
chỉ là đừng khiến tôi nhầm rằng tôi đã thuê phải một thằng đần độn 300.000 đã bỏ vào túi, điều đó là chắc chắn rồi. Nhưng nếu mà tôi không đi thu về thì tôi hẳn đã gửi sai thông điệp cho hắn rồi phải chứ? Tôi nghĩ thế. Khi anh mượn tiền đủ lâu ở trong thành phố này, anh sẽ học được một hoặc hai điều. Xã hội bây giờ khó để tìm được một người hiểu ra được giá trị của đồng tiền nó là như thế nào. Anh không phải là một thằng mọt sách nhóc à, nhưng mà hiểu được những gì đường phố sẽ giúp anh đi xa hơn là một bằng cấp hoa mỹ đấy. Tôi nói đúng chứ? Tôi không nên nói ra điều này, nhưng chỉ có thế thôi à. Ê, hay là cậu đến làm cho tôi đi? Những con người như cậu có khả năng đấy, có thể tạo ra được rất nhiều tiền. Và nó còn dễ dàng hơn nữa, tốt hơn cả những ưu đãi khi cậu làm Yakuza. Mỗi bữa ăn đều no đủ và mỗi đêm đều êm ấm. Và đấy đó mới chỉ là bắt đầu thôi. Tiền làm thế giới xoay vòng, nó có thể mua được niềm vui nếu như cậu tiêu nó một cách khôn ngoan. Nó cũng tốn rất nhiều thời gian như việc cậu trở thành Yakuza vậy, nhưng tiền là một đường tắt tiện dụng. Đến làm việc cho tôi thì tôi sẽ dẫn cậu đến nó nhanh hơn. Nếu vào 3 năm trước thì tôi có thể nhận lời đề nghị từ ông. Nhưng một khi ông đã trở thành Yakuza, nó không còn đường quay lại nữa. Vậy đấy là câu trả lời của cậu sao? Tôi cũng tự hỏi rằng làm cái nghề Yakuza này nó có dẫn đến một cuộc sống no đủ hay không? Tôi chịu. Tôi chưa bao giờ làm Yakuza cả nên tôi không thể khuyên anh cái gì được. Vậy gọi tôi nếu anh đổi ý nhé. Hẹn anh sau. Quả là một thằng khốn. Ý cả thời gian. Đây là nơi mà Nishiki nó sẽ gặp mình, đoán là mình sẽ chờ anh ta ở đây. Đây là một phần code sao? Nó được biết là anh đang làm gì đấy, tôi đang chờ anh đây. Có lẽ là
mình sẽ đi một vòng quanh đây để xem có tìm thấy anh ta không. Nào, đưa tiền của mày đây. Tao bảo là tao sẽ trả mày khi nào tao có, đúng không? Nhưng mà anh có bao giờ trả đâu. Xin đừng, để tôi yên đi. Ngừng rên rỉ đi, thằng một. Đưa ví của mày ra đây ngay. Làm ơn, ai đó cứu tao với. Trấn lột ngay ở chỗ này cơ à. Phải có người ở đây chừng trị thẳng tay để tránh cho chúng làm những điều ngu ngốc. Có thằng nào đến kìa. Hả? Cứu, làm ơn. Ý môn. Mày muốn cái gì hả? Đây có phải chương trình diễn xiếc đâu. Ngó nghiêng cái gì? Từ từ đã. Mày có chắc hắn không phải Yakuza không? Vậy nếu đúng thì sao? Nó cũng cùng tuổi mình thôi. Nếu mà làm Yakuza cũng chỉ là chân sai vặt mà thôi. Bọn mày mới đến thành phố này à? Và nếu vậy thì sao? Nếu chúng mày là người mới thì chúng mày sẽ không biết được địa bàn của chúng tao là ở phần này của Kamurocho. Và thường người dân biết được thì sẽ không dám làm điều gì ngu ngốc cả. Mày nói cái gì đấy? Thằng Yakuza này ở đâu mà đòi đến dạy đời bọn tao thế này? Giỏi đấy, giỏi lắm. Tao nhìn thấy có vẻ là chả mẫu quen gì đối với mày nhỉ. Tao cứ chờ mãi và tao đã bắt đầu hiểu ra. Và tao đã hiểu ra rồi. Akira Nishikiyama, thuộc gia đình Dojima. Đấy là việc của tao. Mày đến muộn và tao đang tìm cách để giết thời gian thôi. Mày đánh lộn để giết thời gian à? Sao mày không đi massage, trưởng thành lên đi, làm một người lớn đi, làm cái gì để bổ bổ sức khỏe cho mình nhỉ? Không hứng thú. Chả hiểu mày là thể loại người gì nữa. Sao cũng được, hãy đi uống một chút gì đấy vậy nhé. Chúng ta làm quả xuyên đêm nhỉ? Được thôi. Cảm ơn anh rất nhiều. Hả? À không, ý tôi là tôi muốn nói là cảm ơn vì đã tới. Đi thôi Nishiki. Tao phải thừa nhận, mày như giống Yakuza rồi đấy. Tao gần như bị thuyết phục rồi.
Thế mày đã hoàn thành việc thu tiền của mày hôm nay chưa? Rồi. Tốt rồi, tao sẽ làm ông Kazama-san yên tâm hơn một chút. Chuyện đó thì tao cũng chả biết nữa, nhưng ông ta biết rằng tao chỉ biết đấm đá, còn mày là người biết hoa chương múa mép. Làm ơn đi, mày có biết tao và mày đang sống trong thời đại nào được không? Mày sẽ là thành viên nếu không cần vừa vào lúc này, làm ơn mày thử não thì đi. Tết đến, ông Kazama sẽ bán lại tù, trước lúc đó giáp sẽ cố học thêm một vài mảnh mới. Vậy à, thế chúng ta trước tiên bắt đầu với bộ đồ rách rưới của mày đang mặc đã nhé. Hãy thử mặc một bộ đồ 500.000 một lần xem, tin tao đi, mày sẽ thấy những màu sắc tươi mới trong cuộc sống này hơn. Thời trang không phải thứ tao quan tâm, với lại ông Kazama-san không thích quần áo đắt tiền. Nhưng mà biết ông ấy là chỉ huy của một cả gia đình mà phải không? Người đứng thứ hai của tổ chức Dojima, mà mày lên được tổ chức đó thì phải quái gì cũng được. Nhưng rồi chúng ta đẹp là một phần của công việc. Vậy là cái xe đắt tiền mà mày mua chỉ là vì công việc thôi à? Ừ, và cái vật liệu đặc biệt này cũng là của tao mà mày quên chưa trả. Mày muốn chơi kiểu đại gia thì bỏ cái thói keo kiệt đi. Nhưng mà mày hiểu cái điều mà tao đang nói chứ. Họ nhìn thấy một chiếc xe đắt tiền, một cái áo khoác với chiếc tiền riêng trên áo hình nghiệp nhà Dojima và sự chú ý ngay. Yakuza chỉ nhìn thấy sự ngầu hiểu cho phương tiện của chính mình. Mày nói sao cũng được. Hãy tìm tao đi, tao là bạn mình mà. Cái đất phải thẳng bóng bộ kỹ xuân ở kia. Đã đi mượn kia chỉ tiêu ở gái và rượu. Trong cái thành phố này chẳng ai quan tâm một thông tin mới đâu. Cái gì mày nhìn thấy là cái mà mày nhận được. Thì được rồi, đã hiểu rồi. Chúng ta có đến quán rượu không? Hay là mày cứ tiếp tục lèm bèm đấy hả? Ừ, chúng ta đi thôi. Mày nói sao thì chúng ta đã có vô quinh vào tối nay. Tao biết một chỗ hay lắm. Sẵn sàng đi chưa? Làm sao vào tàu này? À, mày đâu rồi? Đi gần tàu vào. Mày đã cứ đi thử hết tất cả các chỗ đó chưa em? Vài cái rất được, vài cái đi không. Chúng ta phải đi thì mới biết cái nào ra cái nào. Mày chán hả? Mày bước hết tiền vào đó để như mày muốn. Những thứ đó là mày cảm thấy thời gian sẽ trôi nhanh hơn. Khi mày đang ở trong đó, những thứ nó một cách thông minh thì nó sẽ làm cho nó gấp đôi trong một đêm. Mày muốn có nghe hấp dẫn tiếp theo, mày phải đi xung quanh và nghe ngóng nhiều hơn. Đó là cách mà mày làm việc khi ở trong thành phố lớn như thế này. Chúng bảo mày ở đó có bữa buffet của những cô em gái xinh tươi còn tuổi sinh viên. Nhưng khi mày tới đó chỉ là những nước phù thủy và salad thứ hai. Chúng nói mất 5.000 yên, sau đó thì những gấp đôi sao. Tất cả những thứ đó đều là bài học kinh nghiệm của thằng bạn à. Vậy giải pháp như thế sẽ là gì đây? Mày sẽ trở nên khác đi à? Sao cơ? Nghe nói đó chỉ là một ví dụ. Tao không nói về kinh nghiệm cá nhân ở đây. Làm sao thì quên đi, tối nay tao bao mày. Mày phải học cách xả hơi, làm cái gì đó vui vẻ một chút. Cái gì đây? Một cuộc đánh nhau à? Nhìn có vẻ là như vậy.
nào, chúng mày đang chặn đường bọn tao đấy. Cái gì cơ, mày có vấn đề gì không hả? Mày có thấy vấn đề đang xảy ra ở đây là gì không? Bọn tao đang có việc rất là quan trọng với nhau đây. Này thằng già, đừng có mà đánh trống lảng, chúng ta chưa xong việc ở đây đâu. Mày gọi ai già, thằng danh con vắt mũi chưa sạc này. Ông bảo ai vắt mũi chưa sạch. À, mày đánh tao à? Giờ mày xong rồi. Thế à, tới đây ông già, ông cho tôi xem cái bản lĩnh của ông cái. Bỏ đi, xây về mấy thằng này lãng phí thời gian lắm, nó không đáng người ta vướng vào đâu, đi đường khác thôi. Không cần, tao có cách để làm chúng tỉnh lại nhanh nhất rồi. Hả? À? Tao chỉ cần làm cho chúng nó tỉnh bằng nắm đấm của tao thôi. Vậy nữa hả? Tao không biết đi nhận xét mày là cái thể loại gì nữa đây. Thích làm cô hồn cát đàn, hay là người thích lo chuyện bao đồng của người khác? Mày cứ làm nhảm về cái gì thế hả? Tránh xa khỏi việc này ra. Phải, mày nên biến đi. Cút. Hả? Cái gì cơ? Tôi đang ở đâu đây? Tôi đang làm gì ở đây? Và ông là ai? Nghe có vẻ là chúng tỉnh rồi đấy. Đó hẳn là nhờ sự tinh tế của mày đấy. Tôi nhớ rằng mình đang xem phim ca nhạc ở quán rượu. Sau đó chúng tôi nói về thần tượng mà chúng tôi thích. Phải rồi, có vài thằng khốn tự cho mình là thông minh, cợt nhả với Soko-chan đáng yêu. Và sau đó, đầu tôi tự nhiên nhói lên, sau đó tôi chả nhớ gì nữa. Tao nghĩ là hai chúng mày uống đủ vào tối nay rồi đấy, về nhà đi. Tôi cũng nghĩ là như vậy, đau quá. Ông ổn chứ thưa ông? Đây, để tôi đưa ông tới bến tàu. Ông hãy đi chậm thôi. Ồ, cảm ơn cậu, người trẻ như thế này mà chu đáo quá. Ít ra thì nó cũng kết thúc thật là tốt đẹp. Đi tới quán rượu nào.
Sẵn sàng đi chưa? Quả là một phí phạm, thật là quá xấu hổ, tôi có thể nói là như vậy. Hả? Anh có một lực đấm của một con khỉ đột, vậy mà anh lại lãng phí vào mấy thằng say rượu đó sao? Anh nghĩ trời ban tài năng đó để làm gì? Đó là một sức mạnh chưa được rèn giũa đấy. Nghe này, tôi chỉ giúp hai thằng say đấy tỉnh rượu mà thôi. Phải, và đó là vấn đề. Anh muốn nói về rượu sao? Anh thích cầm một chai rượu hơn là vứt đi cái tài năng mà anh đang có hả? À, nhìn dáng anh thì tôi đoán anh là mafia của Nhật Bản phải không? Đại khái là vậy. Có vẻ là anh rất tự tin khi đấm nhau đấy. Một cậu bé mang trong mình một sự bùng nổ. Ông gọi tôi là cậu bé sao? Ha ha, đừng có xù lông lên như thế. Nếu so với tôi thì anh chỉ là một người mới chập chững mà thôi. Này Kiyu, làm gì ở đằng sau mà lâu thế? Không có gì, tao sẽ tới đấy ngay thôi. Không việc gì phải phí phạm thời gian với thằng say này cả, mình nên đi thôi. Uống nhiều rượu có hại cho ông đấy ông ngoại, bảo trọng nhé. Khoan đi đã, tôi cũng vài lời khuyên cho anh đây. Tôi đang có bạn chờ, nếu ông muốn nói gì thì nói nhanh lên. Hả? Anh đi chơi với bạn thân hả? Tôi và thằng bạn tôi ngày xưa cũng quậy ghê lắm, khi mà hồi tôi cũng bằng tuổi cậu ấy. Nhưng mà nếu mà anh dành tiền để đi chơi linh tinh thì anh sẽ không bao giờ mạnh lên được. Anh phải đầu tư vào chính bản thân mình. Như kiểu thế nào, ông muốn mời tôi vào câu lạc bộ thể hình à? Không, không phải là như vậy. Nó còn hay hơn là anh bỏ tiền vào rượu. Tôi đang nói về việc đầu tư vào bản thân bên trong anh, theo đúng nghĩa đen luôn. Theo đúng nghĩa đen là sao? Điều đó nghĩa là sao? Rất vui khi anh hỏi, đây là một vài kỹ năng đặc biệt dành cho anh. Anh tiếp tục đổ tiền vào bản thân mình, cùng với một chút luyện tập thì tài năng của anh sẽ phát triển không ngừng. Hãy cứ để rượu và gái ở trong xó đi, có hiểu chưa? À, đầu tư cho chính bản thân mình sao? Theo nghĩa đen à? Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ về việc đó cả. Ha ha, giờ tôi cá là anh đã rất mừng khi dừng lại và lắng nghe tôi nói, có phải không? Ừ, tôi nghĩ là như vậy. Ê, Kiru! Tao tới đây. Cuộc nói chuyện nghiêm túc này làm tôi tỉnh cả rượu. Đến lúc làm thêm lượt hai rồi. Chúc một buổi tối vui vẻ nhé, cậu bé. Một ông già kỳ lạ, ông ta muốn cái gì chứ? Tiếp tục đi chưa đây?
Camucho vẫn như xưa nhỉ? Thì đó không phải là một phần được dựng nên sao? Cái thành phố này rất phù hợp với những thằng lầu sổi thích làm dân chơi và những thương gia thích quậy phá. Họ đến đây vì họ thèm rượu và gái, mà Camucho thì có tất cả. Từ lúc nào mà mày biết đến làm thơ thế? Không phải do mày nói không đúng. Mày ngạc nhiên à? Nishikiyama-kun! À, các em, họ là ai thế? Sinh viên đi làm tiếp rượu, Madoko, Ka-chan và Yui-chan. Sao cơ? Em nhắn tin vào máy của anh, nhưng anh chả bao giờ gọi lại cho em. Khi nào thì anh mới quay lại câu lạc bộ em chơi ạ? Có lẽ là tối nay anh sẽ ghé qua. Anh hứa đi ạ. Sao? Em không tin anh à? Bọn em cũng muốn tin anh lắm chứ. Đừng có mà như vậy. Đây, hãy mua một thứ gì đó đẹp cho bọn em đi. Vâng à, bọn em sẽ tin anh bằng cả mạng sống này. Hai em hẳn đã nhận được điều đó rồi nhỉ? Cảm ơn anh nhé, hẹn gặp anh sau. Đừng để bọn em chờ nhé, Nishikiyama-kun. Từ lúc nào mà mày lại trở nên nổi tiếng với các cô gái như thế hả, Nishiki? Này, đừng nói với tao là mày nghĩ tao sẽ cho không hai đứa đó vốn cái nhìn của tao đấy nhé. Nó không phải là như thế đâu. Tạo một mối quan hệ với hội con gái là rất là quan trọng. Tao sẽ để mày biết một vài điều này. Những người có chức cao ở dòng tộc của mình, họ không được nổi tiếng với những cô gái lắm. Mọi ánh mắt đều sẽ nhận ra chúng ta là Sakuza và không phải loại kiểu vui vẻ gì. Ừ thì sao? Thì nếu mày mang theo một em gái tới mọi bữa tiệc mà sếp mày mời đến uống, họ sẽ nhớ tới mày. Nửa thời gian còn lại họ sẽ đưa tao tiền vào đúng cái chỗ đó. Nếu mày biết làm ăn, mày sẽ phải biết cách tự mò lên từ cái thang danh vọng đấy, cho dù có phải sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, có phải không? Phải. Mày nói có lý. Được rồi, tới nơi rồi. Hy vọng là mày đã sẵn sàng, bởi vì tao sẽ không dừng lại cho tới sáng đâu. Mày đến đây có nhiều không? Mới có hai lần, sao thế? Mày có cả một chai rượu riêng ở đây, tao cứ nghĩ mày hẳn phải là khách hàng thường nhật ở đây cơ. Nó nhìn sẽ ngầu hơn nếu ngồi đây và gọi bia phải không? Nó cũng giúp cho nhân viên ở đây nhớ tới mày nữa. Nhưng thật ra tao cũng không thích kiểu chơi nửa mùa. Có vẻ có lý với mày, vì mày là một ông lớn mà, là một người rất quan trọng về sĩ diện của mình. Và nếu như mày mong được có vị trí trong thế giới này, mày có thể thôi cứng đầu và nghe tao chỉ bảo một chút có được không? Nhưng tao dám chắc mày không phải loại người đấy phải không? Tao tham gia vào cuộc đời này để theo đuổi ông Kazama-san. Tao và mày chỉ là hai đứa trẻ mồ côi. Ông ta đưa chúng ta vào đây, tao sẽ làm tất cả mọi thứ để trả lại cho ông ấy. Nhưng tất cả những gì tao có thể trả lại là mạng sống của bản thân. Mày biết không, có thể là mày vẫn ổn với phong cách của mày thôi. Mày cứ tiếp tục giảm bớt những gánh nặng cho ông Kazama-san, rất có thể mày sẽ được ông ta mang cùng làm một cái gì đó lớn. Đây cũng là một cách để tiếp cận tốt cũng như tao. Nhưng mà nhớ rằng mày không chính xác là người của ông Kazama, mà mày là người của gia đình nhà Dojima.
tại sao mày không thể chịu tìm hiểu ông già đó lại không đưa chúng ta hẳn vào gia đình Kazama chứ? Đúng là gia đình Kojima cao cấp hơn và được chỉ thị tốt hơn, nhưng mà... Không vấn đề gì cả, tao nghĩ là ông ta có lý do thôi. Ừ, mà đúng. Dù sao thì cũng đủ rồi, chúng ta đi làm một bài hát chứ. Hãy quẩy tung nóc bằng chút karaoke đi, chiến nào. Được rồi, tao sẽ đăng ký một bài vào tối nay. Tao không ngờ là mày lại hát karaoke nghiêm túc đến thế. Mày là người bảo chúng ta sẽ trở nên điên rồ vào ngày hôm nay mà. Tao chỉ cố tỏ ra hài hước một chút thôi. Phải, tất nhiên rồi, và mày yêu thích từng phút giây đó nhỉ. Mày có trốn ra ngoài luyện tập đúng không? Tao dám cá điều đó. Thôi mà, đừng có mà dìm hàng tao nữa. Giờ hát hò xong xuôi rồi, chúng ta đi đến tiệm ramen chứ. Mày lại đói nữa à? Tao vẫn còn đang no đây này. Vậy thì mày có thể nhìn tao ăn mà. Chỗ Tengoku Ken hợp lý chứ. Được đấy. Sẵn sàng đi chưa? Phải nói rằng mày hát cũng hay đấy chứ.
Nhưng mày chọn bài giống như một ông già vậy. Sao thì thì tao cũng đâu biết bài hát nào thịnh hành đâu. Thế thì mày phải học tập đi. Phụ nữ thích người đàn ông sống hiện tại chút như anh em mà. Vậy á? Tao vẫn thừa nhận, rồi tao vẫn phải học hỏi các phong cách của nam thần thời ngay thế nào. Tao chỉ cần gật đầu theo và giả vờ là tao biết từ đó. Sao mày nghĩ mọi người không biết về điều đó à? Có thể. Mà ai lại cần nam thần làm gì cơ chứ? Gái họ quên điều đó đi. Hỏi cô gái mới tới đây thật sự rất đáng yêu đấy. Ừ, nghiên cứu vài thứ rồi, nó cũng đáng thời gian mà. Khi nào mày trở thành một nam thần mới nổi thì mày hãy nói cho tao là ai đi xem từ đó nhé. Điều đó có thể xảy ra đấy. Trước đó chúng ta hãy tới một buổi biểu diễn nào đó hết thật to tất cả những lời bài hát nhé. Cái hình tượng sửa người đó thì tao không cần. Rồi, mày cứ để mà xem. À, mày đây rồi, hãy bám sát tao vào. Này, thôi đi, mày gần như ăn hết cả tô rồi đấy. Tao nói với mày là tao không đói. Xong rồi mày mua cho tao một bát gấp đôi là sao? Thôi làm bèn đi, mày muốn nôn ra trả lại tao không? Tối qua vào 11 giờ đêm, cảnh sát đã phát hiện một nạn nhân bị đánh bầm dập. Nạn nhân được tìm thấy ở trong một con hẻm nhỏ tại Kamurocho. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra vụ án này và kết luận đây là một vụ giết người. Một tin tức nóng nữa mới cập nhật, cảnh sát đã cho biết thông tin danh tính của nạn nhân. Nạn nhân sinh sống tại thành phố Tokyo, tên Taichi Kurihara-san, 32 tuổi. Cảnh sát nói rằng ông ta đã mượn ít tiền từ những công ty tài chính. Câu hỏi này sẽ mở đầu cho cuộc điều tra manh mối. Kiryu, nhìn kìa. Kiryu. Hả? Giết người ở Kamurocho kìa. Ồ, không phải là lần đầu. Không. Khoan đã. Mà công việc của mày tối qua, mày nói rằng mày đã đánh hắn ta rất thật tệ phải chứ? Xác nạn nhân Kurihara-san được tìm thấy ở đây. Đó là... Đúng là chỗ đó rồi. Chờ đã, mà chắc chứ. Nhưng tao không nghĩ tao đấm hắn ta đến chết như thế được đâu. Mảnh đất này chỉ còn vài bước nữa để bị dỡ bỏ. Bởi một Kamurocho bận rộn với đầy ánh đèn LED. Nó nằm giữa tất cả các tòa nhà, nhà hàng cao cấp và nó trông rất là yên bình. Nơi hiếm có chưa được phát triển này là nơi xác của Kurihara-san được tìm thấy. Chính là anh ta. Làm ơn, đừng đánh tôi nữa. Cái gã mà tao đã đánh. Khoan đã, mày chắc là hắn chứ? Ừ. Mày đang nghĩ cái gì vậy? Nó chỉ là công việc đi thu tiền thôi mà. Ai đấy? Trụ sở chính gọi à? Ừ. Họ đang gọi cho tao đây. Tao phải đi gọi điện. Mày nghĩ họ sẽ nói chuyện với mày về những gì được chiếu trên bản tin phải không? Điều này tồi tệ rồi đây. Mày tiêu rồi. Nhưng đó cũng sẽ là một vết nhơ lớn trên lưng của ông Kazama đấy. Sao cơ? Bọn chúng sẽ dùng cách đó để kéo ông ấy xuống. Tại sao mày biết? Mọi người trong gia đình nhà Dojima đều biết ông Kazama là người đưa chúng ta vào. Vậy nên nó sẽ là vấn đề nghiêm trọng đối với ông ấy. Cái gì cơ? Nhưng đó là lỗi của tao mà. Ông ta không có gì phải đối mặt với nó cả. Nhưng đấy không phải là cách nó hoạt động. Giết người là chuyện lớn. Và tất cả những người đang nhắm đến cái ghế của ông ấy sẽ tìm mọi cách để có được cái ghế đấy. Ba đội phó của Dojima sẽ là bọn đầu tiên. Chết tiệt. Có tin đồn rằng có thằng đã bán đứng ông Kazama cho bọn cảnh sát, dẫn đến việc ông ấy phải ngồi tù mất 6 tháng.
quan, sao cơ? Nơi cờ bạc của ông ta chưa bao giờ bị bắt, nhưng mà tự nhiên lại bị. Chắc chắn là đã có chuyện xảy ra, có người nào đấy trong gia đình đã bán tin cho bọn cảnh sát. Và có người bảo tao rằng đó chính là một trong những đội phó đã gây ra điều đó, đó chính là Kuze. Mày nghĩ là Kuze đã bán Kazama cho bọn cảnh sát sao? Nhưng mà tao không có bằng chứng. Nhưng mà mày biết không, Kuze càng ngày càng lớn mạnh kể từ khi ông già bị nốt lại và có từ đâu mà ra đây. Nhưng dù sao thì tao cũng không có lựa chọn nào khác và đành phải gọi lại cho họ thôi đúng không? Ừ, không có lựa chọn nào nữa cả. Được rồi, mày cứ đi đi, tao sẽ tìm xem có lời khuyên nào không. Cảm ơn mày nhé.